Hi, xin chào anh em đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một kèo IDO trên mạng Solana, đó là kèo JPEG. Thì kèo IDO này thì nó là được rất nhiều quỹ lớn đầu tư nha. Anh em có thể xem ở đây là có Solana này, Ventral này, rồi OKEX này, Alameda Research này, rồi Coinbase Ventral, rất nhiều quỹ lớn đầu tư nha, nên anh em có thể yên tâm là kèo IDO này là uy tín. Rồi thì để làm được kèo IDO này thì anh em sẽ phải có ví Bitkeep. Thì ở trên kênh của mình đã có video hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng ví Bitkeep, thì các bạn có thể xem nha. Mình sẽ để video tạo ví Bitkeep ở phần mô tả. Rồi sau đó là các bạn sẽ cần phải có những tài khoản mạng xã hội Twitter, rồi là Telegram, rồi là Discord. Thì mấy cái này chắc cơ bản rồi, mình sẽ không hướng dẫn nữa. Rồi thì anh em có thể lên kênh True Crypto Việt Nam, kênh Telegram của mình sẽ thường xuyên update những kèo Euro, rồi những tin tức về thị trường và những kèo IDO để anh em có thể làm nha. Rồi thì đầu tiên để làm kèo này thì chúng ta sẽ đi làm những nhiệm vụ xã hội của nó. Đầu tiên là mình sẽ làm nhiệm vụ zone Telegram này. Đấy, mình sẽ làm trên web luôn cho tiện. Rồi, zone. Đấy, chúng ta sẽ phải xác nhận với bot đã nhá. 401 bằng 5 này. Đấy. Xong. Rồi, chúng ta đã được chat rồi, là xong nhé. Rồi ấn continue là nó sẽ có một tick xanh là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ này nha. Sau đó là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ follow Twitter. Rồi. Vậy là chưa follow nó từ từ hiện ra để chúng mình cùng xem cái này đã nhé. Sao chưa follow mà nó hiện này nhỉ? Rồi tí nữa chúng ta kiếm sau nhé. Chắc rồi, tweet. Rồi follow Bitkeep. Rồi ok, mình sẽ follow Bitkeep nha. Đấy, đây là một nền tảng ví mà mình thấy nó khá là hay đấy. Một nền tảng ví đúng là rất là tiện luôn. Các bạn có thể xem lên video của mình. Rồi ấn continue này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ retweet Twitter của Bitkeep nha. Thì chúng ta chờ một xíu. Đấy, chúng ta sẽ retweet. Thì cái dự án JPEG này là nó hợp tác với Bitkeep để ra kèo IDO này nha. Thì các bạn lưu ý là chúng ta phải có ví Bitkeep thì mới tham gia được kèo IDO này. Nếu không có ví Bitkeep thì chúng ta không thể tham gia nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ zone Discord của dự án. Ok, mình sẽ ấn vào zone luôn. Rồi thì chúng ta sẽ chờ một xíu để cho nó zone vào nhé. Rồi vậy là đã zone được. Chúng ta sẽ phải có một bước nữa là chúng ta sẽ phải là xác nhận với bot, thì phải để xem mình cái này có phải verify không, bởi vì thường thường là những kèo Europe, những Discord thì sẽ có phần verify nha, nên chúng ta phải phải coi thật kỹ xem nó có phần verify ở đây không. Xong rồi, đây nó xem nó có phần verify gì không. Rồi là không có nha. Rồi ok, rồi zoom xong rồi. Rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhấn dùng ví Solana của chúng ta, nhưng mà phải sử dụng địa chỉ ví Bitkep nha. Thì các bạn hãy lên ví Bitkep này, rồi ấn vào ví Sol này. Đấy, ấn copy cái link này rồi dán vào. Thì các bạn lưu ý như dạ, để ý bốn ký tự đầu và bốn ký tự cuối nhé, để tránh lầm nhấn nhé. Rồi AM rồi ok. Thì các bạn có thể sử dụng ví này trên điện thoại cũng được. Rồi sau đó download Bitcoin Wallet, thì cái này mình cũng đã làm rồi. Rồi cái này mình đã làm rồi nên là tích luôn. Rồi thì
anh em sẽ dùng cái link link ghép bạn bè này để đi chia sẻ cho những người người ta sẽ làm kèo IDO này nhá. Và mà càng nhiều người mà càng tham gia link của anh em thì sẽ có nhiều người thì anh em sẽ càng có cơ hội nhận được Euro nha. Quên, à nhầm, anh em sẽ có cơ hội chiến thắng trong kèo whitelist này nha. Thì do lần đầu mình làm video nên là hơi lắp bắp một tí, anh em thông cảm nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và thú vị, hãy cho mình một like, một subscribe kênh nhé. Ok, cái này mình sẽ bỏ ở kênh Telegram hoặc vào phía dưới phần mô tả cho anh em luôn.